Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm tiếp cái phần thêm nha các bạn. Insert nè. Bây giờ click vào insert thì sẽ bật ra một cái dialog nha các bạn. Ok. Thì dialog là các bạn quen thuộc nhất rồi đúng không? Activity cũng được, cách nào cũng được. Thôi cô cứ làm dialog đi ha. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ có là các bạn coi cái phân loại fragment nè. Nó tạo dialog đúng không? Thôi cô tí nữa cô copy sau, bây giờ cô tạo giao diện cái đã. Là thu, cô không để thu mà cô sẽ để là giao dịch, tại vì thu hay chi thì nó cũng giống nhau. Cho nên là cô sẽ để giao dịch add nhá. Đó. Ok. Rồi, nếu mà thu thì các bạn đổi cái title là thu, còn chi các bạn đổi cái title là chi thôi. Thì cô sẽ để là giao dịch add nhá. Rồi bây giờ cô sẽ vào layout, vào tạo cái layout cái đã, dialog đã. Phân loại add thì cô để là Ctrl C, Ctrl V. Cái này là giao dịch nhá. Đó. Ok. Rồi, layout của mình gồm cái gì nè? Mọi cái ok hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần đổi dữ liệu thôi. Các bạn để cái linear layout. Ở đây là cô đang để text input layout. Ở đây cô sẽ là nhập cái tiêu đề. Thay cái này nè. Cái trên là cái gì ạ? Cái tiêu đề ở trên cùng. Cái này là tại sao cô lại để là loại title? Cái này cô sẽ để là giao dịch nhá. Giao dịch title nè. Giao dịch đi. Ok. Đấy, cái giao dịch ở đây các bạn ghi là thêm thêm thu hoặc chi gì đó, giao dịch đi ha. Đó, kệ đi ha. Đó, tí nữa tôi sẽ đổi sau cho các bạn. Rồi. Edit cái này là tiêu đề. Tiêu đề. Có để chữ tiêu đề thôi. Edit text tiêu đề. Đúng không? Đấy, cái này các bạn để cái lời nhắc là nhập tiêu đề. Ok. Rồi. Sau khi nhập tiêu đề xong rồi các bạn nhập cái gì ạ? Ngày ha. Ngày. Ngày thì các bạn để cho cô cái này là C V. Cái này là ngày. Ok. Cái này là nhập ngày. Cái ngày này thì các bạn click chuột ha, mở ra một cái dialog. Cái này tôi làm sau. Làm sau đi ha. Đó. Rồi. Ở đây các bạn thêm một cô cái nữa là gì ạ? Ngày. Tiền, số tiền đúng không? Ok. Nhập số tiền. Đấy, con giới hạn ấy các bạn làm gì đó các bạn làm sao, cô chỉ làm cho các bạn cái còn nhập thôi. Rồi, cái này sẽ là mô tả đúng các bạn. Mô tả. Ok. Nhập mô tả. Rồi, còn cái spinner. Spinner thì các bạn không phải là trạng thái mà các bạn là gì đấy ạ? Loại. Spinner loại, đúng không? Ok. Rồi, xong. Ok. Còn anh này thì button. Thêm cái này là thêm giao dịch. Cái này là hủy, là đóng đó. Hủy hoại. Tùy có thể đóng hoặc clear ha các bạn. Các bạn có thể không để hủy mà để clear thì các bạn sửa sau đi ha. Đó, các bạn muốn làm gì clear thì chỉ làm trắng mấy cái, làm sạch mấy cái view này thôi. Đấy, cái này cũng không demo, các bạn tùy biến, tùy biến. Cái này cũng không demo. Đó, có xong rồi đó. Đó, được một cái layout, một cái dialog. Ok. Đấy, các bạn bữa sau mà tìm hiểu nữa làm cái dialog trượt lên cho nó đẹp cũng được. Đấy, có dialog mà trượt từ dưới lên á. Làm cũng đẹp lắm, nhiều cái dạng dialog lắm. Các bạn nếu mà muốn làm giao diện á, các bạn tìm hiểu thêm cho cô. Đấy. Rồi. Thì ở đây các bạn gọi xong rồi, bây giờ mình sẽ qua bên này. Mình sẽ làm trong cái giao dịch fragment, thu fragment. Thu fragment.
Thì ở đây các bạn sẽ có một cái nữa, đó là các bạn fragment tool này, các bạn lấy cái dialog, lấy cái gì ạ, cái floating action button đúng không? À, cô khai báo nè, là floating action button. À, floating action button đó, cô cũng khai báo nó ở đây. Floating action button sẽ gắn bằng file view, view chấm chứ, view chấm file view by d r chấm id chấm floating action button thu, add thu ha. Rồi các bạn cũng on click ha, floating action button chấm set on click listener, new on click listener đấy, ok. Rồi bây giờ các bạn cũng show dialog ha, các bạn show dialog ha, các bạn cũng là open dialog add đúng không? Đó, chưa có thì mình tạo thôi. Private void đúng không ạ? Đó, thế thôi. Bây giờ mình bắt đầu mình tạo dialog nè. Bây giờ cô copy cho nhanh nhá, tại vì nó giống nhau. Đây, cô copy nhanh nè. Mấy cái dưới thì thôi kệ, copy hết. Rồi, cô sẽ copy đến đây. Cái edit text này set trên chưa làm, các bạn về tự làm nhé. Cái này bữa trước demo rồi, bây giờ các bạn tự làm. Ok. À, hình như set trên này cô chưa show cho các bạn coi. Rồi ok, thì cô làm luôn. Rồi vào thu fragment. Ok. Đấy, các bạn thấy giống nhau không? Nó chỉ khác nhau cái này thôi, giao dịch add thôi, thấy không ạ? Rồi, bây giờ mình lấy cái text view nè. Text view là title, thì cô để là thu. À, text view cô lấy title luôn. Rồi, text input layout, edit text là tiêu đề. Tiêu đề thì ở đây cô để là tiêu đề, đúng không? Cô copy nha. Các bạn có mấy cái lần á? 2, 3, 4, 5. Cô làm đại đi ha. Đó, cái này là ngày, ngày. Cái này các bạn để là ngày ha. Cái này là tiền, đúng không? Tiền. Rồi cái này là mô tả. Hết rồi, đúng không ạ? Rồi, ok. Vậy cái này các bạn để là tiền, cái này các bạn để là mô tả, ok chưa? Đó, còn cái cuối cùng là cái spinner. Cái spinner thì các bạn để là loại ha. Đó, spinner là các bạn để đây là loại. Ok, rồi button thêm, thêm giao dịch, button hủy cái này giao dịch. Ok, đừng có nhầm lẫn nhá. Đấy, cái này nè, các bạn đặt sao cũng được, nhưng cái này là các bạn phải đặt phải chính xác. Nếu đặt không đúng á, bị trùng lắp thì nó sẽ báo là lỗi là null for exception nhé. Nó khởi tạo nó không được, nó không tìm được cái đối tượng đấy á, thì cái này nó sẽ là bằng null. Cho nên các bạn để ý cái chỗ này. Rồi, bây giờ mình cần làm gì đây? Mình open được nó rồi. Đấy nha, cô demo thử các bạn xem open ra chưa nhé. Thì bây giờ mình sẽ làm cái thêm insert ha các bạn. Đây, mình thử open đấy nha. Open xong thì các bạn sẽ làm thêm cái phần insert. Ok. Đó. Nhưng mà chờ một chút, cái dialog cô chưa làm, cái spinner cô chưa làm. Bây giờ cô sẽ làm cái spinner cho các bạn nhé. Cái mà bạn Hy khi nãy hỏi cô á. Ok chưa? Đấy, chờ một xíu. Cô chỉ lấy ra những cái nào mà nó ở thuộc cái thu thôi, cái loài nào thuộc cái thu thôi. Còn cái loài mà thuộc cái chi cô không có lấy. Ok chưa? Cô sẽ lấy các cái phân loài mà thuộc thu. À. Rồi, ok. Rồi, khoản thu nhé. Cô add new mới nè. À, rồi ok chưa ạ? 1 nè. Đấy,
Ai đó, các bạn tự bắt lỗi nha. Tí nữa con sẽ nói một chút về cái bắt lỗi này. Rồi, thì ở đây có cái spinner này các bạn. À, chưa có đúng không? Thì cô sẽ bây giờ thêm dữ liệu vào spinner này. Ok không? Rồi. Vậy thì làm sao để cô đổ dữ liệu vào cái spinner đây? Thì đây, cái spinner của cô đây, spinner. Ok. End của spinner đúng không? Thì bây giờ cô sẽ lấy dữ liệu, lấy select start from, bây giờ lấy phân loại. Thì lấy phân loại thì cô sẽ lấy ở bên, cô sẽ viết ở bên phân loại down. Ok. Đây. Cô có ghép toàn bộ rồi. À, cô có ghép theo từng cái rồi. Bây giờ cô ghép theo cái loại là thu hoặc là chi. Thì giống như bên giao dịch thôi. Cô tạo một cái nữa cũng là ghép on, nhưng cô truyền cái trạng thái vào thôi. Đúng ạ? Y chắc vậy, không khác cái gì hết trơn. Ở đây cô để string là cái trạng thái thôi các bạn. String là trạng thái. Đúng không? Đấy, cũng là cùng tên nha. Cái này gọi là tính chất nạp chồng nha các bạn. Overloading. Cùng tên mà khác đổi số nè. Đấy. Cái này chỉ có where thôi các bạn. Where trạng thái bằng. Đúng không? Rồi. Đưa cái gì đấy ạ? Trạng thái vào. Cái này cô gọi là nối chuỗi. Cái này là hai ký từ đầu để bao cái chuỗi này. Còn cái đoạn này là gọi là nối chuỗi này các bạn. À, cô đang nối một chuỗi với một cái biến. Đúng ạ? Đây nối thêm một cái chuỗi nữa. Là select start from phân loại where cái trạng thái bằng trạng thái thôi. Còn mọi thứ là đều giống nhau, không khác một cái gì hết trơn. Cô không cần đổi một cái gì hết trơn. Đó. Bởi vậy cho nên là cái hàm này nè, hai hàm này cô thể viết gọn lại được nha. Nhưng mà thôi. Các bạn viết riêng khỏi rối, còn lần sau viết mà muốn gọn thì cô sẽ chỉ các bạn cách viết gọn. Bây giờ viết nữa là các bạn sẽ bị rối. Rồi, bây giờ các bạn sẽ gọi cái hàm get all này ra thôi. Vậy ở đây các bạn là gì đấy ạ? Ở trong cái thu fragment đó, các bạn cũng tạo một cái phân loại down ha, giống khi nãy ha. Phân loại down, PL down sẽ gắn bằng new phân loại down, truyền cái get context, truyền cái context vào. Tại vì đối số nó bắt truyền context mà. Rồi. À, hình như phân loại down nó bị trùng các bạn. À đây, có rồi này các bạn, thấy không? Có phân loại down rồi. À, để đấy cũng được, để trên cũng được hay để dưới cũng được nhé. Cô xóa cái này đi, cô để dưới cũng được. Rồi. Sau đấy các bạn sẽ lấy cái phân loại ra đúng không? Đây, cái phân loại down đúng không? Rồi. Cô sẽ lấy cái phân loại ra là danh sách phân loại đúng không ạ? Phân loại ArrayList chứ. Tại vì nó là phải spinner mà. ArrayList. Đúng không? Đó, phân loại. List. Phân loại này sẽ gắn bằng phân loại down chấm get all, nhưng mà các bạn phải truyền cái trạng thái thu vào. Đó. Ok chưa? Truyền cái thu vào. Ok. Sau đấy các bạn đổ vào cái spinner. Thì các bạn có array adapter. 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 Đúng không? Adapter loại đúng không ạ? Gắn bằng new array adapter. À. Các bạn mới đưa vào đó là context đúng không? Get context. Đối số thứ hai là sẽ có Android chấm r chấm layout chấm, các bạn đưa cái gì, cái layout nào, spinner item nè, hoặc là spinner drop down item nè, cái nào cũng được ha. Lấy một rồi của enter xuống dòng các bạn nhìn cho dễ nha. Và các bạn đưa cái danh sách vào, cái list phân loại vào. Ok chưa? List phân loại vào. Và khi để các bạn nạp vào spinner, spinner chấm set adapter, đưa cái adapter loại vào là xong. Ok rồi nhá. Đại cái mà bạn Hy hỏi là cái này tôi chỉ lấy cái nào của thu thôi, cái của chi tôi không có lấy đúng không ạ? Rồi cô check lại một tí là trong phân loại cô có cái hàm toString chưa.
cái hàm toString này nè. Đâu rồi? toString có chưa ạ? Chưa có hả? Rồi, bây giờ nhá, nó sẽ hiển thị, mắc cười lắm, cho các bạn coi nè. Cho các bạn coi lại nhá, nó sẽ hiển thị cái spinner á, là nó sẽ hiển thị dạng object. Đúng không? Mà các bạn bây giờ muốn nó hiển thị ở cái tên loại. Đúng không ạ? Thì các bạn chỉ show mỗi tên loại thôi. Đấy, các bạn coi nhá, cô chưa sửa gì cả thì các bạn sẽ thấy là cái spinner nó hiển thị nó hơi kỳ cục. Đúng không? Nó hiển thị object đấy. Đúng không ạ? Một cái object của cái phân loại. Ok, chờ xíu. Ô, sao lại đen vậy? Đó. Ok, rồi. Ồ, đôi khi nó lắc lắc ha. Đôi khi nó lắc. Rồi, nó bị gì nè? Thread render nó bị gì nè? Rồi, chạy lại ha. Không sao hết, chạy lại. Ok. Đấy, nó bị đơ thế không? Nó bị đơ. Các bạn chờ xíu. À, đấy, nó bảo là queue rồi. Chờ xíu, mình sẽ chạy lại. Tại vì là anh này đang bị queue nè. Các bạn thấy không ạ? Nó chạy lại nè. Reset lại đó. Không sao hết nha. Đây, mình chờ xíu anh này chạy xong đã. Đôi khi nó gặp lỗi máy ảo. Okay. Hơi lâu ha. Chờ xíu nha. Rồi, ok, các bạn thấy là giả sử như cô vào cái khoản thu này, cô new cái. Rồi, các bạn thấy nó rất là kỳ đúng không? Nó hiển thị thì đúng rồi đó, nó ba đồng chí là đúng rồi đó, nhưng mà nó sẽ hiển thị theo cái dạng object. Bây giờ các bạn muốn nó hiển thị ra là tên thì các bạn chỉ cần sửa một chút thôi. Vào cái phân loại này, các bạn viết cho cô cái hàm là toString. toString. Ok. Đấy, các bạn return mỗi cái tên loại thôi. Return cho cô cái tên loại là được, nếu mô hình muốn hiển thị tên loại, đúng không ạ? Đấy, các bạn chạy lại thử nhé. Viết cái hàm này thì lập tức là cái object đấy, bây giờ nó show lên, nó chỉ show có mỗi cái tên loại thôi. À, cho nên là các bạn thấy cái code của các bạn viết ở trong này nè, đổ lên spinner, các bạn đổ rất là đơn giản. Các bạn, nhiều bạn là lấy ra một cái object, xong các bạn phải lại dùng thêm cái vòng lặp nữa. Các bạn tách cái tên ra, để cái này không cần. Các bạn chỉ cần viết thêm cái hàm toString là được. Đúng không ạ? Không cần. Nhá. Đấy, các bạn viết rất là bình thường. Các bạn, mỗi phần tử của spinner vẫn là một cái object nhá. Còn nếu các bạn mà tách ra, các bạn lại tách ra là tên. Các bạn đổ lên spinner, xong các bạn lấy xuống, các bạn lại lấy lại. Phải mất công các bạn lấy lại object nữa. Thì rất là khổ, rất là cực ha. Thì làm này thì mỗi phần tử của spinner nó lại là một cái object. Cho nên các bạn điều khiển rất là dễ. Đúng không ạ? Điều khiển rất là dễ. Thế đó là cách để các bạn làm việc thao tác với spinner. Nó đơn giản hơn các bạn nghĩ nhiều. Đúng không ạ? Đấy. Sau này ví dụ như là cô muốn lấy chọn một object thì cô biết ngay được à, object đấy. Cô chọn một cái spinner thì biết ngay được là trong spinner đấy, trong nó chứa luôn cả ID, chứa luôn cả tên. Đấy, chứ nó không chứa tên độc lập nữa. Rồi, khoản thu nè. Đấy, các bạn new cái nè. Đó, spinner bây giờ là nó sẽ là lương nè, thu n và khác nè, thấy không? Đấy, và khi lưu lại thì các bạn lưu luôn được cả cái ID nhá. Được chưa? Lưu luôn được cái ID. Đó, nó lưu, đây là hiện tại nó hiển thị mỗi tên thôi. Nhưng bản chất của nó là cả một cái object nhé các bạn, chứ không phải là chỉ mỗi tên nhá. Đấy. Đó, đây là được xong cái phần của bạn vừa hỏi cái này. Rồi, bây giờ cô làm cái chức năng gọi là thêm. Ok. Đấy, chức năng là thêm. Đây, ví dụ như bây giờ 11 11, đó, bây giờ cô nhấn thêm mới thì nó sẽ insert vào. Cô làm nốt cái chức năng thêm nhá. Đấy, chọn cái thu n này chẳng hạn, thêm mới thì nó sẽ insert vào database. Ngày thì các bạn tạm thời chọn cho cô. À, cô chưa làm, nó không có thời gian. Đấy, ví dụ các bạn tháng, năm tháng, sau ngày. Đó, ví dụ như vậy. Các bạn chọn như vậy để các bạn add vào. Ok chưa? Add đúng thì nó mới thống kê đúng nhé bạn, add sai nó không thống kê đúng đâu. Ok chưa? Rồi, bây giờ để mà viết cái chức năng thêm insert thì các bạn phải viết một cái hàm insert ở bên down thôi. Đấy, bây giờ các bạn lấy cái button đúng không? Button thêm.
cũng vậy thôi. Bờ tờ n thêm thêm chậm cũng set on click thôi các bạn nhé. Set on click listener, new on click listener. Rồi, và các bạn viết cái hàm insert vào đây. Đúng không? Đó. Thì bây giờ để insert thì mình lấy hết tất cả dữ liệu của mấy anh này thôi. Đưa vào. Đúng không ạ? Cô sẽ lấy cái gì ạ? Rồi. Edit tiêu đề. Đúng không? String. String tiêu đề sẽ gắn bằng edit tiêu đề chấm get text, đúng không ạ? Chấm edit text, xong chấm get text, đúng không? Get text rồi chấm to string, cái này hơi dài hơn xíu. Rồi ok, mình sẽ có 1, 5, 1, 2, 3, 4 cái. Cái này là ngày. Cái này cũng sẽ là ngày. Cái này sẽ là tiền. Cái này sẽ là mô tả. Cái này sẽ là mô tả, đúng không? À, cái này sẽ là edit text cái ngày. Ngày. Đúng chưa? Còn cái này là edit text đến cái tiền. Còn cái này là mô tả. Ok. Nhưng mà ngày thì mình sẽ không để string, mà mình sẽ để là date. À, ngày mình sẽ để là date. Đấy. Ngày mình sẽ để date, cho nên các bạn cái này phải convert. Convert sang cái date, đúng không? Thì các bạn là gì đấy ạ? À, cái này các bạn sẽ để là cũng dùng cái simple date format ha. Các bạn cũng dùng cho cô cái simple date format ở ngoài này. Đấy, simple date format. À, sẽ gắn bằng new simple date format. Các bạn đưa cái cũng là year. Măn. Và cái này là để đây. Được chưa? Ok. Đó, sau đấy thì mình sẽ cái này mình phải chuyển đổi từ cái chuỗi sang cái ngày. Thì mình dùng cái date simple date format chấm dùng cái hàm patch, đúng không? Patch cái này. Ok. Đó. Cái này khi nãy là hàm khác, bây giờ hàm khác patch. Và cái hàm patch này các bạn phải dùng jacket nhá. Dùng jacket thì các bạn có thể dùng jacket ở đây luôn. Jacket. Jacket. À, các bạn để cái exception cũng được. Đúng không ạ? Đó. Ở đây các bạn để là exception.printStructChase. Thấy chưa? Đó. À, xong rồi. Thì bây giờ lấy cái spinner này các bạn ạ. Mình nhập vào thì mình phải lấy mã. Spinner thì mình phải lấy mã, cho mình không lấy tên. Cho nên là khi các bạn tròn á thì tròn cả một object nhá. Đó, thì ta có sẽ có là phân loại. Nó sẽ trả về một object. Phân loại sẽ gắn bằng spinner loài chấm get get select selected item. Đây, nó ép kiểu cho các bạn, nó trả về một cái item. Sau để các bạn ép kiểu nó về phân loại ha. Đó, các bạn phải ép kiểu nó về phân loại. Ok chưa? Sau để cô lấy cái ID là integer mã loại sẽ gắn bằng phân loại chấm get mã loại. Ok chưa? Đó. Cô select nó ra, nó được một object, xong cô lấy cái mã loại bình thường. Tức là các bạn không cần phải convert lại, rất là mất công. Mình lấy object xong mình lấy từng phân tử của object thôi là xong. Đó. Rồi, bây giờ mình viết cái hàm insert nhé. Mình mới dùng cái hàm insert nè. Đúng không ạ? À, thì ở đây cô sẽ có là if. Nếu như cái hàm là giao dịch DAO.insert, đúng không? Cô truyền vào cái giao dịch mà thành công thì các bạn tót ra thông báo. Còn nếu như không, else thì các bạn ở lại, đúng không? Thông báo, đặt thông báo gì đó. Ok chưa? Đó. Thì bây giờ cái hàm insert thì các bạn xem các bạn làm từ đâu rồi. Insert là mình truyền vào cái giao dịch, đúng không ạ? Insert mình truyền vào giao dịch. Thì ở đây nè các bạn. Cái giao dịch của mình là cái gì đây? Mình phải tạo ra một cái giao dịch ở đây. Giao dịch.
đúng không? Bằng new giao dịch, truyền đối số vào. Đây, mình truyền hết đối số vào. Đối số thì truyền vào contractor này các bạn này. Thì ở đây các bạn có contractor là gì? Có hai contractor. Một contractor là các bạn đầy đủ đối số nè, mã nè, chuỗi nè, đấy, mã nè, mô tả ngay nè, tiền nè. À, tiền của mình phải ép kiểu thành cái tiền đâu, tiền chưa ép kiểu nè, tiền phải ép kiểu thành double nè. Còn một cái giao dịch thứ hai là mình không có mã, tại vì mình insert cái mã của mình á là không có, tại vì mã là null, không có, cho nên mình sẽ không dùng cái trên, bởi vì đâu có mã đâu mà truyền, giao dịch này chưa có mã, đâu có truyền, mình sẽ dùng cái giao dịch phía dưới, tức là mình không có mã, hiểu không ạ? Đấy, mình chọn cái giao dịch cái không có mã này nhá. Đấy, đó là lý do tại sao cô có hai contractor, một contractor có mã giao dịch, một contractor không có mã giao dịch. Thì contractor không có mã giao dịch này nè là cô dùng để các cô thêm dữ liệu vào, insert dữ liệu. Tại vì khi insert thì cô không có giao dịch, không có mã. Và ở đây cô sẽ truyền vào là tiêu đề phải ngay, đúng rồi nhá, đến tiền. Tiền thì phải ép kiểu nhá. Tiền là kiểu double. Rồi mô tả và các bạn để là mã loại, đúng không? Thì nó sẽ báo lỗi ở chỗ tiền. Báo lỗi ở chỗ tiền bởi vì là tiền kiểu của nó không phải là string mà kiểu nó sẽ là double. Thì các bạn dùng cái hàm double thôi, pass thôi. Double.pass double thôi các bạn. Đưa đối số vào là xong. Ok. Đó. Rồi. Và bây giờ các bạn chỉ cần truyền cái giao dịch vào đấy nữa là thành được rồi. Đấy, nếu như thành công thì các bạn tót ra thông báo. Ok. Tót ra thông báo. À, cái này là contact của chúng ta sẽ là get contact nha. Đó, mã của chúng ta sẽ là gì đấy ạ? À, thêm khoản thu hoặc là thêm giao dịch thành công. Thành công. Rồi, thêm thành công xong thì các bạn gì đấy ạ? Dialog các bạn dismiss đi ha. Dialog.dismiss. Đóng lại thôi. Còn ngược lại thì các bạn tót ra cái là thêm thất bại đúng không? Cái này là get contact. Cái này là ghi là chữ thất bại được rồi. Ok. Rồi. Thì ở đây các bạn cần lưu ý cho cô này, mình thêm được thành công rồi thì các bạn phải là gì đấy ạ? Các bạn phải refresh cái dialog ha. À, recycle view. Refresh cái recycle view. Thì cái refresh thì cô sẽ làm như là bên kia thôi. Cô sẽ lấy cái list đúng không? Danh sách nè. Cô clear hết đi. Đó, xong cô add vào. List.add all. Đưa vào là giao dịch down.get all. Đưa vào cái thu thôi. Được chưa ạ? Đó. Và recycle view adapter. Adapter các bạn chấm là get notification notify dataset trên là xong. Ok chưa? Đó, bây giờ cô chạy lại nhé. Đấy, run. Rất đơn giản đúng không? Đấy, ở đây các bạn chỉ có vấn đề vướng ở chỗ là các bạn lấy cái spinner. Đó, chưa hợp lý đúng không ạ? Đấy. Ok. Chờ xíu. Insert cái xem nó thành công không nhé. Đây. Này. Quên, cô quên đóng cái này. Rồi, ok. Chạy rồi. Chờ xíu nha. Sao chưa lên rồi, ok. Ok. Rồi, các bạn chọn cái gì ạ? À, khoản thu ha. Thêm 10 cái nè. Ủa, sau cái hiển thì cái gì mà đang ở để cái trạng thái các bạn nhỉ? Cái gì mà đang để tiền nè? À, hình như thiếu cái ngày. Đấy, thiếu cái ngày. Đấy chưa? Đấy, cô thiếu cái ngày, chờ xíu ha. Rồi, nhập tiêu đề nè, 1111. Ngay nhập đúng nè, không nó ép kiểu nó cũng bị lỗi nha. Đấy, 2001. À, ngang ngang nè. 1111 đi ha, cho vui. Rồi nhập số tiền 11 hết này, nhập mô tả nè. Rồi cái này cô chọn là khác nha.
Đấy, xong rồi cái giao diện nó kỳ cục. Rồi. Rồi nó bị đơ. Nó bị letter understand. Nó bị đai rồi. Đấy, máy ảo nó hay bị vậy đấy. Chắc là cô phải chạy lại cái máy ảo thôi. Chờ xíu nha các bạn. Tiếp nha. Đây, thêm nè. Đấy, này nó. Đây tròn nè, tròn này trước đi. Nó lỗi. Đấy, cô để 11 nè. Nhập ngày nha, nhập ngày nè. Cái này là đang ở thu nợ đúng không? Nhập ngày cái này là 2001 nè. 1111 đi ha. Nhập số tiền nè. Nhập mô tả cô để lại cho vui ha. Rồi thêm mới nè. Đó, bảo giao dịch thành công nè. Nhập được rồi nhá. Các bạn thấy thành công rồi nhá. Thì ở đây cô để cái chỗ này trạng thái là cô để đang để ngay đấy. Cô chưa hiển thị nó ra. Thứ năm nữa ở trong cái adapter nhé các bạn. Các bạn phải sửa trong cái adapter. Giao dịch adapter. Đâu rồi? Đây. Ngày. Holder. Khoan. Tiêu đề. Tiêu đề ngày tiền. Ủa ngày có xét rồi mà ta. Dư cái hả? Ngày tiền mô tả loại. Ngày tiền. Tiêu đề ngày tiền mô tả. Cái này loại. Vậy là đang đang sai chỗ nào? À hai cái ngày này các bạn à. Cái này phải là tiền nhá. Thấy không? Ngày tiền à. Ok. Đó, thì nào hết. Đấy. Vậy thôi. Ok. Đó. Cô dừng cái demo thêm nhé. Sửa và xóa nó cũng tương tự thôi nhé. Đấy các bạn thấy không? Đấy, ok. Và cô dừng ở đây nhé.